Có, trước thì anh đi xài xe Taco. Rồi sau này anh muốn sắm chiếc nữa rồi thấy lên ấy á, anh mới chạy lên đây anh mua. Anh ở Bạc Liêu á. Cái công việc hiện tại bây giờ anh chạy xe là anh chở hàng hay là anh... Chở hàng nha, chở về là mở mối cho anh ta. Đủ thứ á, rau củ quả rồi cá mắm lắm. Bình thường anh chạy thì chị đó có đi chung với anh không? Có, cũng có đi. Lấy đồ nhiều thì đi để ít tiền à. Khi mà anh mua xe á thì anh cái tiêu chí nào để anh lựa chọn cái xe của mình? Tại vì thấy lên á là thấy nó cũng đẹp mà cái mẫu mã nó cũng gửi á. Dạ. Nên mới lên đây mua. Cảm ơn anh chị đó nhiều, chúc anh chị là cái Tết nhất là cũng may bán đắt nha. Dạ. Cảm ơn anh chị nhiều. Dạ.